Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như những phản ứng của dư luận trong suốt thời gian qua, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc ngày hôm qua 15 tháng 5 tuyên bố giàn khoan 981 sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Không chỉ vậy, ông này còn lên tiếng chỉ trích Mỹ cũng như một số quốc gia đã gây bất ổn ở Biển Đông. Liên quan đến những phản ứng của các nước này xung quanh hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thông tin mới nhất xung quanh những căng thẳng trên Biển Đông sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong phần đầu của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Trong một buổi họp báo tại Mỹ vào hôm qua 15 tháng 5, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc ngang ngược khẳng định giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trong lãnh hải của Trung Quốc. Ông này cũng không quên vu khống Việt Nam đang cản trở hoạt động khoan dầu của Trung Quốc. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng trước khi tiến hành đặt giàn khoan. Địa điểm hạ đặt giàn khoan cũng đã được lựa chọn hết sức cẩn thận. Chúng tôi thực sự không hiểu vì sao khi các quốc gia khác khai thác dầu mỏ trong vùng biển của mình thì chả ai nói gì. Vậy mà khi Trung Quốc bắt đầu hoạt động này, nó lại trở thành mối đe dọa với khu vực. Không chỉ dừng ở đó, ông Phòng còn ngang nhiên nói rằng những căng thẳng trong khu vực không phải do Bắc Kinh gây ra. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng chẳng có lý do gì để lo ngại điều này. Và nhân tiện buổi họp báo, ông Phòng cũng tranh thủ chỉ trích Mỹ đã làm tổn hại mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Ông này tuyên bố rằng Mỹ đang khuyến khích các nước như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam chống lại Bắc Kinh. Hoa Kỳ từng tuyên bố rằng chính sách tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương không nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, vài quốc gia trong khu vực lại lấy đó làm cớ để khiêu khích Bắc Kinh. Có mặt trong buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ không bình luận về động thái hưu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Trung Quốc có đang khiêu khích Việt Nam hay không, tướng Dempsey cho rằng đó là sự thật hiển nhiên mà Mỹ đã có nói tới. Có lẽ đến thời điểm này, việc Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu 981 vào thềm lục địa của Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Hành động ngang ngược và sai trái này của Bắc Kinh đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 và hiện nước này đang vấp phải những phản ứng kịch liệt từ dư luận quốc tế. Đến nay, cả Quốc hội và Chính phủ Mỹ đều đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông những ngày qua. Các quan chức ở Washington đều có chung nhận định rằng hành động của Bắc Kinh cho thấy ý đồ muốn mở rộng lãnh thổ thông qua việc ép buộc và dọa dẫm. Nhiều nhà ngoại giao Mỹ còn cho rằng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục áp dụng một chiến lược thâm hiểm, hòng áp đặt và thay đổi hiện trạng trong khu vực trừ khi họ vấp phải phản ứng thích đáng. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, Paris lo ngại về những vụ đụng độ gần đây và những căng thẳng đang diễn ra tại Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng một cách hòa bình thông qua đối thoại. Trong khi đó, mặc dù không tỏ thái độ nghiêng về phía nào trong sự việc này, nhưng EU cho rằng các hành động đơn phương có thể gây ảnh hưởng đến mối an ninh trong khu vực, mà cụ thể là việc tàu Trung Quốc đã đâm và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Việc chính quyền Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã không chỉ khiến những người dân trong nước mà cả những kiều bào Việt đang sinh sống ở nước ngoài sôi sục bất bình, căm phẫn. Hôm nay, tại thủ đô Manila, khoảng 200 người gồm các nhà hoạt động người Philippines và kiều bào Việt Nam sống tại đây đã tập trung tại cổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Philippines và dương cao khẩu hiệu lên án hành động hung hăng của Bắc Kinh. Cùng lúc tại Pháp, Bỉ, Đức, Ukraine và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, một làn sóng phẫn nộ cũng đã được thể hiện bằng những cuộc tuần hành và những thông cáo phản đối trước sự leo thang ngang ngược của Bắc Kinh. Đây là một động thái leo thang nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Chúng tôi có mặt ở đây trong cuộc tuần hành hòa bình này nhằm yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động khiêu khích và hãy tuân thủ đúng những gì mà họ đã cam kết trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Việc chính quyền Bắc Kinh vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 khi hạ đặt giàn khoan 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến uy tín của nước này trên chính trường quốc tế bị sụt giảm nghiêm trọng. Không những thế, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn về kinh tế khi mà dầu thì chưa thấy đâu, nhưng giàn khoan 981 đang thực sự trở thành một cỗ máy ngốn tiền thực sự. Ngoài 925 triệu đô la Mỹ đã bỏ ra để hoàn tất giàn khoan, theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thế giới, việc vận hành một giàn khoan vì mục đích thăm dò cách xa các nguồn hỗ trợ hậu cần thông thường khiến chi phí lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi ngày.
Trong khi đó, để bảo vệ việc làm phi pháp của mình, Bắc Kinh đã phải xua cả trăm tàu dân sự, quân sự, trực thăng hiện đại ngày đêm vây quanh giàn khoan này. Và hẳn khoản tiền duy trì cho các lực lượng dọa nạt này cũng không phải là nhỏ. Không chỉ vậy, theo các chuyên gia quốc tế, đó là vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan không hề có dầu mỏ, hoặc nếu có cũng không đáng kể. Bởi thế, hành động xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam hoàn toàn không vì mục đích kinh tế mà lại mang những âm mưu chính trị khác táo tợn hơn. Còn theo nhận định của các nhà phân tích, nền kinh tế Trung Quốc trong năm qua cũng đang có những dấu hiệu chững lại. Không chỉ phải đối mặt với việc kinh tế tăng trưởng nóng, Bắc Kinh còn bị người dân kêu ca vì vấn đề ô nhiễm không khí. Chưa dừng lại ở đó, nguy cơ khủng bố nội địa, mà cụ thể là các phần tử nổi dậy ở Tân Cương và Tây Tạng, mới là mối nguy mà Bắc Kinh không thể gạt bỏ một sớm một chiều. Những vấn đề tha hóa xuống cấp của các quan chức Trung Quốc cùng với mâu thuẫn xã hội đang đặt ra một thách thức với Bắc Kinh. Họ cần có một đòn bẩy để kích hoạt sự đoàn kết dân tộc, và có vẻ như gây xung đột với các quốc gia láng giềng với chiêu bài tự vệ là cách thức tốt nhất. Và từ đó, dù có tốn bao nhiêu tiền của và thậm chí phải đánh cược cả uy tín của dân tộc đối với thế giới, Bắc Kinh vẫn phải chấp nhận. Trong suốt thời gian Trung Quốc gây hấn về vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn kiên quyết đường lối nhã nhặn, ngoại giao mềm mỏng và quốc tế hóa những mâu thuẫn. Điều đó không có nghĩa là dân tộc Việt Nam sợ đương đầu với người hàng xóm, luôn tìm cách thôn tính mình. Bởi trong thế kỷ 21, mọi nhất cử nhất động của các bên đều được con mắt quốc tế nhìn nhận và phán xét. Trong thế cục này, ai nổ súng trước sẽ là người thất bại ngay trên mặt trận ngoại giao. Điều quan trọng trong tình thế hiện nay là cần phải có một cái đầu thật lạnh và một trái tim thật nóng. Chuyển sang phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã thông qua Hiến pháp Hòa bình, trong đó khẳng định nước này sẽ chỉ tập trung vào việc phòng vệ và vĩnh viễn từ bỏ quân đội cũng như là quyền giao chiến. Hiến pháp cũng quy định Nhật Bản không được phép tham gia các liên minh quân sự hoặc thực thi quyền phòng vệ tập thể với các quốc gia khác. Tuy nhiên, trước một Trung Quốc ngày một quyết đoán và bành trướng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, hay một Triều Tiên khó đoán định tại khu vực Đông Bắc Á luôn dậy sóng, thì ngay từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe đã manh nha thể hiện ý định áp dụng chính sách quyền phòng vệ tập thể. Quyết tâm ấy của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe càng được củng cố khi trong một bài phát biểu vào ngày hôm qua 15 tháng 5, ông đã khẳng định Nhật Bản sẽ áp dụng quyền phòng vệ tập thể một cách có giới hạn. Có thể nói quyền phòng vệ tập thể được xem là bước chuyển quan trọng trong chính sách của Nhật Bản, bởi lẽ việc áp dụng chính sách này đồng nghĩa với việc Tokyo có thể thực hiện quyền bảo vệ một đồng minh nếu nước này bị tấn công vũ trang, ngay cả khi bản thân Nhật Bản không bị tấn công. Việc thay đổi chính sách quốc phòng cơ bản này đòi hỏi Nhật Bản sẽ phải thay đổi cách hiểu đối với bản Hiến pháp Hòa bình, vốn cấm việc thực thi quyền phòng vệ tập thể. Và việc sửa đổi hiến pháp để quân đội có thể tham gia vào các hoạt động bên ngoài lãnh thổ được xem là một thách thức lớn đối với Thủ tướng Shinzo Abe, bởi việc này cần phải được sự nhất trí của đa số các thành viên quốc hội, cũng như cần sự tán thành của người dân. Do vậy, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, ông Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ sử dụng quyền phòng vệ tập thể một cách có giới hạn. Chúng tôi cần tiếp tục nghiên cứu xem liệu có thể ban hành một đạo luật đầy đủ nhằm bảo vệ sinh mạng người Nhật dựa vào cách hiểu hiện nay của chúng ta về hiến pháp hay không. Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Abe đã từng bước thuyết phục mọi người bằng luận điểm của mình rằng cách giải thích hiến pháp hiện nay thì Nhật Bản không thể bảo vệ được công dân của mình. Thủ tướng Shinzo Abe đã nêu ví dụ về việc tàu của Hải quân Mỹ đang chở công dân Nhật Bản thoát ra khỏi vùng xung đột thì bị tấn công. Theo cách giải thích hiện nay, đối với điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản, lực lượng phòng vệ nước này không được dùng vũ khí trừ khi bị tấn công. Do đó, Nhật Bản không thể huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ tàu Mỹ, cho dù chiếc tàu này đang chở công dân Nhật Bản. Thủ tướng Abe cũng khẳng định, chính phủ và liên minh cầm quyền sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về chính sách quyền tự vệ tập thể, đồng thời sẽ không đưa ra thời hạn cho các cuộc thảo luận và sẽ tiếp tục các nỗ lực để có được sự ủng hộ của người dân đối với quyền phòng vệ tập thể. Ý tưởng áp dụng chính sách quyền phòng vệ tập thể của Thủ tướng Shinzo Abe ngay từ khi mới được đưa ra thăm dò đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nước và từ chính dư luận trong nước. Vì thế, ngay sau phát biểu của ông Abe trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tỏ ra lo lắng trước động thái này của Nhật Bản và cho rằng nước này đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt thời Thế chiến thứ hai.
Sự lo lắng của các nước này xuất phát từ thực tế lịch sử trong quá khứ, khi quân Nhật Bản đã từng xâm chiếm bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa trong giai đoạn 1910-1945 và kiểm soát phần lớn Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai. Ngay trong ngày hôm qua, Hàn Quốc đã kịch liệt phản đối quyết định của Thủ tướng Shinzo Abe. Việc thảo luận về an ninh và quốc phòng của Nhật Bản nên dựa vào tinh thần bản hiến pháp hòa bình của nước này và tiếp tục góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực. Còn Triều Tiên đã không ngần ngại lên tiếng cảnh báo rằng Nhật Bản có thể sẽ hứng chịu đòn tấn công sấm sét nếu Tokyo áp dụng chính sách quyền phòng vệ tập thể. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết, Trung Quốc có nhiều lý do để thận trọng về ý định thực sự của Nhật Bản và sự phát triển sắp tới. Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản tôn trọng những mối quan hệ về an ninh chính đáng và hợp lý của các nước trong khu vực, tuân thủ con đường phát triển hòa bình, nghiêm túc đối mặt và suy nghĩ về lịch sử và đóng vai trò xây dựng nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Mỹ lại hoan nghênh động thái mới này của Tokyo và nhấn mạnh chính phủ Mỹ tin tưởng Nhật Bản sẽ duy trì truyền thống tôn trọng hòa bình. Thời gian gần đây, Nhật Bản nổi lên là một quốc gia liên tục có những thay đổi trong chính sách về an ninh cũng như là quân đội của nước này ở khu vực châu Á. Ngay từ những ngày đầu tiên của quý 2 năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cũng khá bận rộn với các chuyến công cán đến nhiều quốc gia để tìm kiếm đồng minh và mới đây nhất là hiệp định liên kết với NATO trong chuyến công du đến châu Âu. Động thái gần đây nhất của Nhật Bản là quyết định hủy bỏ hoàn toàn chính sách cấm xuất khẩu vũ khí và thay vào đó bằng 3 nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng hoàn toàn mới, cho phép nước này từng bước phục hưng ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực tấn công mạnh mẽ. Trong phóng sự dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao Nhật Bản lại có những thay đổi mạnh mẽ đến như vậy trong vấn đề an ninh quốc phòng. Song song với ý định không nào núng của Trung Quốc trong việc hăm dọa các quốc gia Đông Nam Á là màn đối đầu đang ngày càng tăng cao căng thẳng của nước này với Nhật Bản tại khu vực Đông Bắc Á. Mặc dù Tổng thống Mỹ Obama đã không coi đó là một quần đảo Senkaku điếu ngư khi gọi nó là một mỏm đá, bất chấp việc bấy lâu nay Bắc Kinh và Tokyo vẫn tiến theo hướng có nguy cơ xung đột với nhau. Còn trên Biển Đông, việc Trung Quốc dễ dàng chiếm bãi cạn Scarborough bằng cách từ từ tước nó khỏi tay Philippines đã khiến Bắc Kinh thêm bạo dạn. Và mới đây nhất, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời có những tuyên bố bẻ cong sự thật đã khiến nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản phẫn nộ. Đối với vùng nhận diện phòng không mà Trung Quốc tự tuyên bố thành lập, hiện nay máy bay Nhật Bản và Mỹ vẫn ra vào khu vực này một cách bình thường. Đối diện với thực tế đó, Bắc Kinh đã lặng lẽ xuống thang và ngừng việc tuyên bố Mỹ và Nhật Bản vi phạm chủ quyền. Và bài học ở đây đã rõ ràng rằng Trung Quốc chỉ đầu hàng trước các biện pháp đáp trả cân bằng hoặc lớn hơn do đối phương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, việc tìm một lối đi riêng, liên kết với các quốc gia đang cho thấy xu hướng mới của Nhật Bản trong vai trò đầu tàu đối phó với Trung Quốc ở khu vực châu Á. Và dường như tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe rằng chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, tương quan sức mạnh quân sự Trung Nhật sẽ bị phá vỡ triệt để, đang dần trở thành hiện thực. Sự phát triển và lớn mạnh của một Nhật Bản kiên định và sự hợp tác của nhiều quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể tạo ra một đối trọng sức mạnh tương quan, chống đỡ với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chuyên đồng chuyện tay ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này ngày mai.